Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Nghi Xuân vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đến dự có trưởng ban tổ chức kiểm tra tỉnh đoàn Trần Bảo Ngọc, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Nguyễn Văn Hiếu và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hoàng Hữu Hiệp. Năm 2018, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện có nhiều đổi mới, các hoạt động của đoàn được chú trọng hướng về cơ sở. Từng bước đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh thiếu niên nhi đồng. Trong năm, huyện đoàn đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện, qua đó thu được 358 đơn vị máu, khám tư vấn hai đợt và cấp phát thuốc cho 200 đối tượng tại Xuân Lam và Xuân Hải, hỗ trợ xây dựng 19 nhà nhân ái cho các gia đình chính sách và khó khăn. Tổ chức chương trình rèn luyện đoàn viên và bồi dưỡng giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng cho 100% đoàn viên tham gia. Các phần việc cụ thể, thiết thực, nhân kỷ niệm 50 năm, chiến thắng đồng lộc và kỷ niệm 71 năm ngày thương minh liệt sĩ, kỷ niệm 240 năm ngày sinh và tưởng niệm 160 năm ngày mất của danh nhân Nguyễn Công Trứ. Trong năm đã giới thiệu 305 đoàn viên ưu tú, cho đảng xem xét kết nạp đảng và 55 đồng chí được kết nạp vào đảng. Đặc biệt, phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh được đẩy mạnh góp phần cùng huyện nhà đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2018. Kết quả huy động hơn 15.000 lượt đoàn viên tham gia giúp các xã làm đường giao thông, chỉnh trang vườn hộ, làm vệ sinh môi trường, trồng hàng rào xanh. Bên cạnh đó, phong trào tuổi trẻ thi đua sản xuất kinh doanh, phát triển các mô hình tiếp tục được quan tâm. Toàn huyện đã ra mắt 8 mô hình kinh tế thanh niên cho hiệu quả kinh tế cao, như mô hình của anh Hoàng Văn Tuyến ở Xuân Hội, anh Lê Văn Anh ở Cương Gián. Phát biểu tại hội nghị, trưởng ban tổ chức kiểm tra tỉnh đoàn Trần Bảo Ngọc và phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Bùi Việt Hùng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tổ chức đoàn thanh niên trong năm 2018. Về nhiệm vụ thời gian tới, các đồng chí yêu cầu đoàn các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động có chiều sâu hiệu quả, không hoạt động hình thức, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, quan tâm công tác kết nạp đoàn viên và bồi dưỡng các đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của đảng, tiếp tục xây dựng các mô hình thanh niên có cách làm mới sáng tạo, tham gia hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tại hội nghị, Trung ương Đoàn đã tặng bằng khen và tỉnh Đoàn tặng cờ thi đua xuất sắc cho huyện Đoàn Nghi Xuân vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động đoàn năm 2018. Đồng thời, nhiều cá nhân tập thể khác được tặng bằng khen giấy khen của các cấp.